Một thương hiệu bất động sản được dẫn dắt bởi một thương hiệu quốc gia. Được thành lập vào năm 1993, trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Tân Á Đại Thành đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế lớn mạnh tại Việt Nam. Với 19 công ty thành viên, 14 nhà máy công nghệ cao từ Bắc vào Nam, trong đó có một nhà máy tại Lào, 300 chi nhánh trực thuộc, 30.000 điểm bán hàng trên toàn quốc, 5.000 cán bộ công nhân viên. Tự hào là tập đoàn sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam với 9 dòng sản phẩm cao cấp. Trong đó, xác lập thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam với 4 dòng sản phẩm: bồn inox, bồn nhựa, máy nước nóng năng lượng mặt trời và bình nước nóng. Gần 3 thập niên theo đuổi sứ mệnh, phồn vinh cuộc sống Việt, Tân Á Đại Thành được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý vì hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế xã hội như Huân chương Lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thương hiệu quốc gia, chất lượng quốc gia cùng nhiều bằng khen và danh hiệu khác. Năm 2019, công ty cổ phần bất động sản tập đoàn Tân Á Đại Thành với thương hiệu chính thức Mayland được thành lập trên nền tảng tài chính vững mạnh, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, 12 công ty thành viên cùng quỹ đất lớn 1.000 hectare trải dài trên toàn quốc. Kế thừa tính tâm tầm từ nền móng của một thương hiệu quốc gia, Mayland định hướng trở thành tập đoàn phát triển đô thị thông minh hàng đầu Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, Mayland đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đô thị Thông minh tại Việt Nam, nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia cao cấp, chuyên nghiên cứu mô hình đô thị thông minh trên thế giới, để triển khai phù hợp cho các dự án đô thị của Mayland như hạ tầng cơ sở thông minh, quản lý vận hành thông minh và ngôi nhà thông minh Smart Home. Kế thừa sứ mệnh, phồn vinh cuộc sống Việt của Tân Á Đại Thành, Mayland sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để tạo thành hiệu ứng lan tỏa phồn vinh không chỉ tới cộng đồng Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Hướng tới tầm nhìn và sứ mệnh đó, các thế hệ lãnh đạo của Tân Á Đại Thành đã đặt nền móng vững chắc cho Mayland với 4 giá trị cốt lõi và là kim chỉ nam đưa thương hiệu Mayland ngày càng phát triển bền vững. 27 năm kinh nghiệm sản xuất kinh doanh đã tạo nên những con người Tân Á Đại Thành tỉ mỉ, tâm huyết trong từng sản phẩm. Với tư duy logic, tất cả sẽ được kế thừa trong lĩnh vực bất động sản với những dự án được đầu tư đồng bộ, bài bản, kỹ lưỡng và chỉnh chu. Ở mỗi vùng đất, thế hệ lãnh đạo trẻ của Mayland luôn đem theo tầm thế, hiểu và tôn trọng sắc màu bản địa, đồng hành với những đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu thế giới, ứng dụng công nghệ thông minh để kiến tạo nên những độc bản đầy tự hào. Mayland không chỉ kiến tạo nên những dự án đẳng cấp, mà còn tạo nên những cộng đồng phồn vinh, nơi chủ nhân được trải nghiệm một cuộc sống tiện nghi, hiện đại, nơi xứng đáng là điểm đầu tư hấp dẫn nhất dành cho các nhà đầu tư với giá trị sinh lời bền vững. Mayland xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng sự uy tín, chia sẻ và cam kết không chỉ đối với khách hàng mà còn đối với các đối tác hợp tác, đơn vị tư vấn, đại lý phân phối và toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn. Để chính thức ra mắt thị trường bất động sản năm 2019, Mayland đã dành gần 10 năm để ấp ủ, nghiên cứu và đặt những nền móng vững chắc trước khi bứt phá và ghi dấu với dự án bất động sản đầu tay Mayhome Capital Phú Quốc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉnh chu này đã khiến Mayland vừa ra mắt đã có sự khác biệt hoàn toàn trên thị trường. Với hơn 20 dự án trải dài từ Bắc vào Nam, cánh diều Mayland quyết định chọn điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình lan tỏa phồn vinh của mình tại đảo Ngọc với dự án khu đô thị đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Phú Quốc, Mayhome Capital Phú Quốc, thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu. Lấy cảm hứng từ những viên ngọc hoàng mỹ và sắc màu bản địa rực rỡ, Mayhome Capital Phú Quốc khai mở một cộng đồng phồn vinh chưa từng có tại Phú Quốc với nhiều giá trị độc đáo, ưu thế vượt trội. Dự án là một siêu phẩm đầu tư thu hút giới tinh hoa trong nước và quốc tế. Tiếp nối hành trình lan tỏa phồn vinh, cánh diều Mayland mang theo tầm nhìn đến năm 2025 với hàng loạt dự án lớn khác như tòa nhà chung cư cao cấp Đầm Liễn, Hà Nội, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Lữ, Nghệ An, khu đô thị cao cấp Đại Thành, Phú Quốc, tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng dân cư cao cấp và thể thao biển tại Bình Thuận và nhiều dự án khác. Với tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển bền vững, Mayland luôn lựa chọn kỹ lưỡng các đối tác uy tín nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới như Synchronize, Dark Horse, One Landscape, WATG, CPG, Humphrey, Savo, CBRE, Vietcombank để đồng hành
kiến tạo nên thiên đường đáng sống tại mỗi vùng đất mà mình đi qua và lan tỏa phồn vinh tới cộng đồng. Mayland, tập đoàn phát triển đô thị thông minh hàng đầu Việt Nam.